lần đầu tiên mà mấy chiếc xe của anh em mình mà cày mấy trăm cây liên tục á. Nể thiệt. Vậy là cuối cùng của Vĩnh Hy đây đúng không? Vĩnh Hy nha anh em. Là bên kia là phải thuê thuyền cho người đi ra san hô này kia. Giờ chạy ra ngoài Phan Rang anh em ạ. Giờ ra biển ở đây hiện tại đang ở Phan Rang rồi. Nhưng mà tí nữa sẽ vòng ra ngoài Vĩnh Hy anh em ạ. Ra nói chung ra ngoài Vĩnh Hy xong rồi sẽ có một chuyến tour sang bên Đà Lạt. Đó, anh em cứ theo dõi hành trình của mình ha. Biển núi kìa. Quá đã luôn. Ở đây là hiện tại là vẫn ở Phan Rang Tháp Chàm nha. Nhưng mà anh em mình giờ sẽ đi đi sang Vĩnh Hy chứ bác. Xong rồi cái vòng về vòng sau thì sẽ về Phan Rang. Từ Vĩnh Hy về Phan Rang xong rồi đi Bảo Lộc anh em ạ. Về Đà Lạt nhé. Giờ lên Vĩnh Hy đó nha anh em. Hiện tại giờ vẫn là trong gần tới Vĩnh Hy anh em ạ. Còn 27 cây nữa Vĩnh Hy mà đi đường ở đây cảnh đẹp quá anh em ơi. Nói chung là đi nhìn cảnh sướng quá. Núi bên đây là núi anh em nè. Núi bên đây, còn bên đây là biển. Núi không anh em. Núi không à. Biển đẹp thiệt. Ôi biển đây nè. Bên đây là biển nè. May là mình không phải dân ở đây chứ anh em. Mình là dân đây chắc ăn xong suốt ngày tắm biển. Phải công nhận anh em ơi. Đi đường á, đi đường khúc nào cũng muốn quay hết anh em ạ. À. Nhưng mà vì dung lượng thì nhớ có hạn á, cứ quay một đoạn vậy thôi chứ thật sự nãy giờ đi qua mấy chỗ đẹp lắm. Wow, núi nè. Núi nè anh em ơi. Bên kia là biển, đây là núi quá hoành tráng luôn. Chứ ta phải quay theo anh em ạ. À. Nhìn đẹp quá. Quá đẹp luôn anh em ơi. Ở đó. Wow, núi kìa. Núi non rồi nè. Núi nè, biển ở đây nè. Quá đã. Vĩnh Hải chứ mới tới Vĩnh Hy rồi đó. Đẹp quá, đẹp quá. Quay lại dừng lại quay vlog chú anh em ơi. Wow, dừng xe ngang lên à, dọc ngang đây đó. Thật sự là mấy chỗ này là báo đẹp, cảnh đẹp thật trời. Lần đầu tiên mà mấy chiếc xe của anh em mình mà cày mấy trăm cây liên tục á. Nể thiệt. Còn 12 cây nữa nha anh em. Đây mình đi dính đoàn vào đây. Đó, số ngạo một chút chút xong rồi lại tiếp tục đi anh em ha. Những cung đường này đẹp quá, mình phải ghi thôi anh em, mình phải quay liên tục mới được. Đường núi đường đồi đẹp quá trời luôn nè. Quá trời ơi. Tuyệt vời. Lên anh em ơi. Lên. đẹp quá phải chụp tấm ảnh đó anh em ạ. À. Wow. Anh em nhìn thấy không? Đùi núi góc đi kìa. Nhìn hành tráng lắm anh em ạ. À. Vĩnh Hy 32 cây, 12 cây nữa. Đẹp quá. Con đường đẹp quá trời. Đường đẹp quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Hết từ để nói rồi.
Quá chắc núi rồi, bên là biển rồi, bên là núi. Nãy giờ mình quay khúc này hoài anh em ạ, bị dính rồi. Vô khúc cua là anh em đi từ từ nè. Khúc cua đi từ từ nè. Kêu các bạn mình lên coi, lên luôn, lên đi bạn ơi. Đó, cứ thế mà đi thẳng ra anh em ạ. Những các bạn cũng đồng hành với mình. Wow, vô mấy khúc cua này nguy hiểm nha anh em, từ từ nha. Đó, đây nè, đường trên. Wow, trời ơi, chỗ này thì gọi nói nữa anh em, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Review khung đường ven biển đi tới Vĩnh Hy. Anh em nào mà đi Vĩnh Hy mà đi vô Phan Rang á, Tháp Chàm á, là bảo đảm dọn đường cũng sẽ ra cái đoạn này thôi. Nhưng anh em đi phường cũng đi qua đoạn này khá là nhiều. Vĩnh Hy đẹp quá. Đi đường đoạn đường qua Vĩnh Hy phải công nhận quá trời đẹp luôn. Wow anh em, như kìa, mà đường này hơi dốc nha anh em, nên đi cẩn thận nha, để từ từ hơi bình tĩnh. Mà khung cảnh này đây thì tuyệt vời rồi, hết chưa nói anh em ơi, cứng họng mà nói giờ đẹp quá, quá trời đẹp, giờ cứ nói đẹp quá, đẹp quá anh em. Bình trên Vĩnh Hy đi thẳng luôn, thẳng nó thẳng luôn. Làng du lịch Vĩnh Hy. Wow, vừa Vĩnh Hy rồi ha. Đó, giờ tới đây là anh em thấy không, khác lên. Cái gì ngoài là làng du lịch Vĩnh Hy à, 300m nữa tới hả. Quá đẹp biển này anh em ơi, thấy biển này. Gió biển nè, ập về. Nói thẳng ra đẹp quá. Đẹp ha. Sống ở đây thoải mái ha. đúng làng chài thôi, chỗ này làng chài đẹp quá. Sống đây cho quá đẹp. Cái gì anh ha? Giờ thì quay lại cái gì anh đây, xong anh em mình sang kia chụp ảnh check in sao? Quay lại làng chài cái gì anh ha? Đây đây. Này là cuối cùng của Vĩnh Hy đây đúng không? Vĩnh Hy nha anh em. Là bên kia là phải thuê thuyền cho người đi ra san hô này kia. Ây cha, nói chung là mày đó bạn. Thôi, tiếp tục lên được. Ok, đây đây đây. Rồi anh em mình đi nào, tiếp tục hành trình. Ê, đừng có xuống biển nha. Phi xuống biển là chết lâu nè. Phi xuống biển.
Thì anh em ơi, rồi tiếp tục hành trình. Từ đây giờ đi về Tháp Chàm lại. Thằng từ Tháp Chàm lại đi sang đâu ta? À, Đà Lạt à, anh em. Nói chung là tour, nói chung là đúng một vòng tour luôn anh em ạ. Có điều kiện còn đi xa hơn nữa nhưng mà vậy là được rồi anh em ơi. Nhìn ra biển đấy bạn. Ok.